Theo hãng tin Reuters, các nhà khoa học của Trường Đại học Khoa học Máy tính thuộc Viện Công nghệ Massachusetts và Phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo của Đại học Boston đã chế tạo thành công hệ thống phản hồi tự động cho phép con người sử dụng sóng não để ngay lập tức sửa chữa các sai lầm của robot trong quá trình vận hành. Các nhà khoa học cho biết, hệ thống này ghi lại các tín hiệu sóng não của người sử dụng robot và phân tích các dữ liệu này để nhận biết ngay lập tức các lỗi mà robot mắc phải. Cụ thể, khi bộ não con người nhận ra một sai lầm hoặc khả năng xảy ra sai lầm, bộ não sẽ phát đi một tín hiệu cảnh báo nguy cơ. Robot sẽ tiếp nhận các tín hiệu này để xem xét liệu người sử dụng có đồng ý với các hành động của mình hay không, qua đó có cách ứng xử phù hợp. Tuy nhiên, hiện hệ thống phân tích các tín hiệu não bộ này vẫn còn ở dạng đơn giản với chỉ hai lựa chọn. Mặc dù vẫn cần thêm thời gian nghiên cứu, các nhà khoa học cho biết, công trình này đã mở ra nhiều hơn khả năng điều khiển robot một cách linh hoạt bằng sóng não trong tương lai.